Liên bang Nga Chính thống giáo Nga đoạn giao với tòa thượng phụ Konstantinov Trong một diễn biến thật đáng buồn Thánh công đồng chính thống Nga bao gồm Nga Belarus và Ukraine đã quyết định chấm dứt hiệp thông thánh thể với tòa thượng phụ Konstantinov Hôm 15 tháng 10 vào cuối phiên họp khoáng đại của Thánh công đồng chính thống Nga tại Minsk thủ đô Belarusia, hay còn gọi là Bạch Nga, các nhà lãnh đạo trong khối chính thống giáo Nga đã thông qua một tuyên bố cáo buộc Tòa thượng phụ Konstantinov có hành động lấn chiếm trên lãnh thổ giáo luật của chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Hilarion, phát ngôn nhân của Tòa thượng phụ Moscow, cho biết hàng lãnh đạo thánh công đồng chính thống giáo Nga cho rằng không thể tiếp tục hiệp thông thánh thể với Tòa thượng phụ Konstantinov vì hành động lấn chiếm và vì tòa thượng phụ Constantinople đã thừa nhận các nhóm ly giáo và công nhận đức thượng phụ Philaret Denisenko của chính thống giáo Kiev cùng với tất cả các giám mục và giáo sĩ được phong chức bởi vị thượng phụ này. Tuyên bố cho biết từ nay cho đến khi đức thượng phụ Constantinople từ bỏ các quyết định vi phạm giáo luật này, tất cả các giáo sĩ của giáo hội chính thống Nga không được cử hành phụng vụ chung với các giáo sĩ của giáo hội constantinople và các giáo dân cũng không được tham gia vào các bí tích do giáo hội đó ban phát